Xin chào quý vị và các bạn trở lại với Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, và từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2024 thì diễn ra triển lãm AV Show tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm về thiết bị nghe nhìn lần thứ 22, cũng rất được những người đam mê âm thanh nghe nhìn hâm mộ và đến tìm hiểu rất là đông. Tại triển lãm AV Show thì đương nhiên anh Duy Audio là một nhà phân phối rất là nhiều thương hiệu âm thanh và nghe nhìn nổi tiếng thì cũng chắc chắn là tham dự. Có thể thấy rằng là tại AV Show 2024 này thì anh Duy có lẽ là cũng rất là nổi bật khi có những cái phòng nghe, phòng trưng bày rất là lớn, không gian lớn, rất nhiều thương hiệu. Và đặc biệt là có hai cái thương hiệu mới được anh Duy giới thiệu tại triển lãm lần này. Thương hiệu thứ nhất đó là thương hiệu Bugani, một cái thương hiệu loa cao cấp, loa di động xách tay. Và một cái thương hiệu khác thì cũng đã từng quen thuộc với các audiophile ở tại Việt Nam, đó chính là thương hiệu Hi-Fi Rose. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với lại Tạp chí Nghe Nhìn đi vào xem cái không gian của anh Duy Audio tại AV Show 2024. Đây, chính xác là cái không gian của trưng bày của anh Duy Audio, có được chia ra làm các cái khu vực khác nhau để dành cho cái phần mà trưng bày từng cái thương hiệu. Và ở đây thì anh Duy đem đến trưng bày rất là nhiều những cái thương hiệu khác nhau, từ những cái thương hiệu loa quen thuộc, loa bình dân, loa đáp ứng cái nhu cầu nghe nhạc giải trí hát karaoke cho mọi người, thương hiệu Sumiko, cũng như là các cái thương hiệu, các cái giải pháp nghe nhạc hiện đại và linh động, ví dụ như là các cái sản phẩm loa Bluetooth, loa di động của Clip, một vài những cái thương hiệu khác. Thì đây chúng ta sẽ thấy rằng ngay ở phía bên trái mình đây là cái khu vực trưng bày của Sumiko. Sumiko cũng là một cái thương hiệu mà chắc chắn là nhiều người biết, bởi vì những cái dòng loa di động và thiết thực cho người dùng vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke, và cái tính cơ động cao cũng như là cái chất lượng, cái thiết kế sang trọng. Và tại triển lãm AV Show với thương hiệu Sumiko cũng có một cái sản phẩm mới ở đây. Quý vị các bạn nhìn thấy đây là cái mẫu loa Sumiko Bella 51. Trước đây thì Sumiko có ra một cái dòng sản phẩm đó là Bella 42, rất là sinh động, rất là hấp dẫn. Thế và cái dòng 51 này thì cũng là một cái sản phẩm rất là mới. Chúng ta nhìn những cái hình ảnh quen thuộc từ các cái màu sắc này, tím, vàng, đỏ, xanh này, rất là sống động và tươi trẻ. Đó. Thế cũng như những cái đặc trưng về thiết kế của Sumiko, ví dụ như là cái mặt e căng đen vàng, rồi các cái phím, các cái decor trang trí rất là sang trọng và hấp dẫn. Xung quanh đây thì cũng có nhiều những cái giải pháp, ví dụ như là các cái giải pháp về giải trí, tức là các hệ thống loa có thể vừa nghe nhạc này, vừa xem phim ở tại gia đình, rồi hát karaoke. Và đi kèm với đó thì Sumiko cũng có những cái sản phẩm ở đây, là cái ví dụ như chúng ta thấy rằng sản phẩm đây là một cái sản phẩm tích hợp luôn, ví dụ như là tích hợp khuếch đại rồi mixer này, karaoke, phục vụ cho cái hệ thống giải trí. Đây là cái mẫu mà Sumiko SU450. Ở đây còn góc bên này của Sumiko thì chúng ta cũng lại nhìn thấy là những cái mẫu loa tranh của Sumiko, loa tranh treo tường, loa kiến trúc, những cái mẫu thiết kế của loa Sumiko. Thì đó, bên cạnh cái việc mà đáp ứng cho cái nhu cầu nghe nhạc giải trí thì nó cũng trong cái không gian ở ngôi nhà của bạn, thì thương hiệu này họ cũng rất là chú trọng trong cái phần thiết kế, để mà có thể khi mà bố trí ở trong cái ngôi nhà, từng cái căn phòng nó phù hợp với lại cái kiến trúc hay là các cái đồ nội thất gì đó. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp ở đây. Thì ở cái góc bên này thì đây là một cái không gian dành cho thương hiệu Wim Audio. Vâng, Wim Audio thì cũng là một cái thương hiệu mới được anh Duy Audio chính thức phân phối tại Việt Nam. Và thương hiệu này thì cũng nổi tiếng về những cái thiết bị streamer và tích hợp với lại ví dụ như là tích hợp luôn là DAC này, preamp này, và thậm chí tích hợp luôn cả bộ khuếch đại. Thì nó có cái mẫu là WimAmp này, là một cái hệ thống cực kỳ là nhỏ gọn, thông minh và hiện đại. Và một cái điểm quan trọng đối với những cái sản phẩm của Wim đó chính là đem đến những cái giải pháp dành cho nhu cầu nghe nhạc hiện đại, chất lượng cao, nhưng mà ở trong một cái tầm giá phải nói là cực kỳ cạnh tranh và cực kỳ dễ tiếp cận. Vâng, hay quá, tuyệt vời. Đây là một cái sản phẩm rất là mới, thực sự rất là mới, hàng vừa mới về luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây chính là cái sản phẩm Wim Ultra. Cái điểm dễ nhận biết nhất của cái sản phẩm Wim Ultra đó là nó có một cái màn hình ở phía trước. Đây là rất là mới, vừa mới đưa về. Thì Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam cũng chưa có cái dịp mà trải nghiệm cái này. Thì tới đây có thể sẽ chia sẻ tới chi tiết tới quý vị và các bạn về cái sản phẩm này. Thì Wim Ultra thì cũng là một cái thiết bị streamer tích hợp DAC, rồi các cái giải pháp ADC luôn, preamp luôn.
Nhưng với những cái công nghệ mới và đem đến cái khả năng tương tác về điều khiển nó thân thiện, nó hiện đại hơn nữa, thì đây là một cái không gian của WIM đó. Những cái sản phẩm như là WIM Mini này, WIM Arm này đó, thì quý vị và các bạn tới đây có thể tìm hiểu. Ở chính giữa cái khu vực này ấy, thì chúng ta thấy rằng là không gian dành cho thương hiệu Monster. Monster thì cũng có những cái sản phẩm loa sách tay đáp ứng đa dạng với cái nhu cầu sử dụng của người dùng, tùy theo cái giá tiền, tùy theo cái mức hiệu suất này, hoặc là những cái thiết kế để đáp ứng nhiều cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ là các cái loa mà đi dã ngoại, ví dụ như cái mẫu này, hoặc là đây là có thể có cái thiết kế quai đeo, rồi có thể đeo vào đạp xe rồi đi camping các thứ. Đó, rất là tiện dụng. Những cái sản phẩm loa của Monster này thì cái mức giá cũng rất là dễ tiếp cận thôi, dưới 10 triệu đồng đó. Một thương hiệu quen thuộc và cũng rất là nổi tiếng, nó thương hiệu Klis. Thì đây là cái dòng loa gọi là loa di động nhưng mà được thiết kế hiện đại. Và đây là có hai cái sản phẩm, đó là Klis The 3 Plus và đây là The 1 Plus. The 1 thì nó nhỏ hơn và The 3 thì nó sẽ lớn hơn. Tất nhiên là cái mức giá tiền thì nó cũng sẽ tương ứng chênh nhau. Và cái này là 7 triệu rưỡi và cái này là 12 triệu 200 đồng. Khu này là trưng bày những cái loa di động nhé. Thế còn bên này thì chúng ta lại nhìn thấy rằng là những cái giải pháp. Vâng. Và đối với Klis thì tại triển lãm AV Show thì thương hiệu mới này cũng có một cái trình diễn về cái sản phẩm rất là mới ở đây, đó là Flex Sound System. Và đây là một dòng sản phẩm mới của Klis. Và được thương hiệu này kết hợp với lại Onkyo. Thì giờ đây là chung một nhà, mà chung một tập đoàn, thì kết hợp lại với nhau để phát huy thế mạnh của từng bên và tạo thành một cái hệ thống. Chúng ta có các cái mẫu như là Sound Bar này, và đáp ứng cho cái hệ thống giải trí trong gia đình, rồi xem phim đó. Đây là cái không gian, một cái phòng nghe chung và có trưng bày nhiều cái sản phẩm. Thế thì anh Duy còn có hai cái phòng nghe khác, đó chính là một cái phòng dành riêng cho các cái giải pháp về home cinema cao cấp. Ở đây là một cái phòng home cinema cao cấp với kết hợp hai thương hiệu là Klis và Denon. Thì trong này có rất là nhiều những cái giải pháp từng cái cấp độ. Ví dụ chúng ta có nhu cầu một cái hệ thống xem phim nó vừa và nhỏ, tiết kiệm tiền một chút, hoặc có thể phát triển lên những cái hệ thống nó đáp ứng cho cái nhu cầu cao hơn. Thì ở đây có anh Tim, một chuyên gia từ anh G-Audio. Vâng, xin chào anh. Chào anh. Yeah. Tại AV Show 2024 này thì cái phòng home cinema này thì bên anh Duy Audio có đem đến trình diễn những cái gì mới mẻ nhỉ? Về cơ bản thì anh Duy Audio thì bao nhiêu năm qua vẫn là một cái nhà phân phối về các cái thiết bị home cinema phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam. Thì chúng ta biết là thương hiệu Denon có receiver và bên loa thì rất là nhiều hãng loa anh Duy Audio mới, tuy nhiên đem đến đây thì là dòng Reference Premium 25 mã của Klis. Thì trên bài chính á, thì ngoài cái dàn loa quen thuộc là Klis á, thì năm đánh cái Denon AVC X608H là cái receiver 11.4 kênh mới nhất của Denon. Tổng thể thế này ha, thì trưng bày thì bởi vì là show trưng bày nhiều, nhưng mà đánh chính vẫn cặp cái cặp đây là RP 8000F 25 mã, tức là nó phát triển từ cái dòng RP Premium á, thì bây giờ nó thêm cái phần 25 mã, nghĩa là nó nâng cấp các cuộn receiver và các cái đặc điểm kỹ thuật để nó trở thành cái dòng loa mới. Thì đánh thì gồm có chúng ta nhìn có RB504C 25 mã thì là center, thì cặp đây là cặp main chính, cái là RB8000F 25 mã, rồi sau đó surround ở phía sau, và rồi cái hai cái sub đây là sub lớn nhất là 1000 RB 1600SW. Còn đối với gần đây là một cái phòng gọi là phòng cao cấp, phòng high end đi. Thì chính là trong cái phòng này thì anh Duy chính thức là giới thiệu tại AV Show cái thương hiệu mới chính thức phân phối, đó là Hi-Fi Row. Những cái sản phẩm của Hi-Fi Row thì cũng được trình diễn trưng bày ở đây, kết hợp với lại những cái dòng sản phẩm đến từ các cái thương hiệu quen thuộc mà được anh Duy Audio phân phối. Chúng ta có Tannoy này, Acufay này, rồi Denon này, High Diamond và nhiều những cái thương hiệu khác. Năm nay chúng ta quyết định là đưa lại cái sản phẩm quen thuộc 10 năm qua, đó là cặp loa Canterbury đứng hàng thứ hai của cái dòng British Tannoy. Thì những ai đã biết Tannoy á thì dĩ nhiên cái cặp Canter này là biết rồi. Giới thiệu sơ qua với cái âm ly thì âm ly là mới hoàn toàn đó. Âm ly của Acufay lần này đánh với Canter thì là cái E700
E700 của Agrofay nó phát triển trên cái nền tảng của E650 trước đây chạy mạch Class A, và nó có một số cái đặc điểm mới hoàn toàn. Chúng ta nhìn thấy cái đầu DP3000NE của đời năm đó là cái mâm than. Hệ thống đánh á, thì chúng tôi cố gắng đẩy vào cái hệ thống đánh của mình một cái đầu phát có tính đa dạng, linh hoạt và cũng theo thời thượng như bây giờ, đó là cái đầu phát Magisilver kèm Dash Trimmer là cái hãng Hi-Fi Rose, có cái tên là RS150B. Hi-Fi Rose là một cái hãng tương đối mới mà công nghệ của nó là high tech, nó xuất phát từ công ty mẹ là Citec, chuyên sản xuất những cái thiết bị giao diện như một máy tính, những cái máy tính tiền hoặc là những máy thu sóc vé. Họ rất mạnh về cái mảng này, cho nên họ chế ra cái sản phẩm này thì chúng ta thấy màn hình giao diện của nó rất là mượt, thậm chí là màn hình là 4K, tương thích những cái sản phẩm, những cái video 4K đó. Thì bên trong nó là một cái cấu hình rất là mạnh mẽ, DAC chip dạy mã nó là 9038 của hãng S Technology á. Tạp chí Nghe Nhìn cũng giới thiệu một cái vòng tổng quan các cái khu trưng bày, các cái sản phẩm. Thực sự là anh Duy đem đến AV Show rất là đa dạng, có thể nói là đa dạng nhất về các cái sản phẩm, các cái cấp độ đáp ứng nhu cầu từ số đông người dùng, những cái sản phẩm nghe nhạc, hát karaoke, hệ thống giải trí, phim ảnh tại gia, cho tới những cái hệ thống âm thanh cao cấp, và đặc biệt giới thiệu ra những cái thương hiệu mới. Quý vị và các bạn có thể tới triển lãm AV Show, ghé thăm không gian của IG Audio để tìm hiểu và trải nghiệm trực tiếp các cái sản phẩm. Nó sẽ có được những cái cảm xúc mà nó thú vị hơn. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video về sau.